được kết hợp từ nguyên liệu tự nhiên, tươi ngon. Sợi mì vàng dai hòa quyện cùng vị tôm nướng hấp dẫn. Sự đơn giản, tinh tế, quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình đã tạo nên mùi hương đầy yêu thương độc đáo. Nước súp đậm đà, chua cay, hảo hảo, hoàn hảo như bữa ăn gia đình.